đi thôi, hôm nay kiểm tra thể dục. Chờ tôi một chút. Ôi chết trời, bạn xấu hổ quá. Tại sao bạn lại cười? Bắt đầu thử nghiệm. Môn đầu là kéo xà, tiêu chuẩn 10 cái, bắt đầu. Nếu vươn tay, sau này không còn mặt mũi gặp ai. Mức này là cần thiết. Tốt, hoàn thành vượt mức. Tiếp đó là chạy đường dài. Thằng nhóc vừa rồi cứ phong độ, lần này tôi phải lấy lại danh dự. Tay sau lưng giảm sức cản, lỗ thủng mông tăng lưu thông. Đây là khí động học. Tuyệt vời, kỷ lục mới. Chúng ta hãy so sánh, nhảy xa là sở trường tôi. Chết rồi, nếu mong tôi chạm đất trước thì sao? Chào mừng, tôi không thua bạn. Cuối cùng có cơ hội lẻn đi. Lâu lắm rồi mới thấy tài năng thể thao giỏi thế này. Sau này em khỏi cần kiểm tra thể dục. Cảm ơn thầy, em về thay quần đây. Tại sao bạn lại đứng yên? Tiếp tục.